Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga giành thắng lợi áp đảo, quân Ukraine tháo chạy ở Ukraine. Chiến sự Nga Ukraine ngày qua liên tục căng thẳng ở các chiến trường miền Đông và Nam Ukraine. Nga vẫn tiếp tục đánh mạnh ở tỉnh Donetsk, vùng Donbas miền Đông Ukraine. Hạ hàng trăm lính Ukraine. Tình hình đầu cầu Green Key nguy hiểm, kế hoạch phản công khi Sơn vô vọng. Dưới phân tích cho rằng, việc không thể đưa các nhóm quân lớn và trang bị hạng nặng sang tả ngạn Dnipro sẽ khiến Ukraine vô phương phản công ở Kherson. Thời tiết khắc nghiệt, quân Nga và Ukraine chiến đấu trong buồn lầy. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở Đông Âu khiến cả quân Nga và Ukraine phải chiến đấu trong buồn và tuyết lạnh. Trước tình thế khó khăn, Tổng thống Zelensky quyết định thay đổi chiến thuật. Mỹ không kích hô Israel vướng vào 3 cuộc chiến. Trong bối cảnh Mỹ và Anh tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen, Israel đang chuẩn bị đánh sang Liban để phù đầu nhóm vũ trang Hezbollah. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga giành thắng lợi áp đảo, quân Ukraine tháo chạy ở Ukraine. Theo kênh Riva, quân đội Nga tiếp tục tấn công bên sườn Novomikhailovka. Một số thành công đã được báo cáo ở phía đông bắc của khu định cư, nơi lực lượng Ukraine buộc phải rút lui, từ bỏ các cứ điểm kiên cố. Đồng thời, các cứ điểm của Ukraine ở Novomikhailovka cũng đang hứng chịu hỏa lực dày đặc của pháo binh không quân Nga. Theo hãng thông tấn Ukraineform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 11 tháng 1, lực lượng Nga đã 3 lần không kích, 16 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí tập kết quân và khu định cư của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều tổn thất cho dân thường, khiến nhiều nhà ở và cơ sở tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tổng cộng có tới 56 cuộc giao tranh giữa hai bên trong ngày qua. Theo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine, quân Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới, liên tục oanh tạc và pháo kích vào các khu định cư biên giới Nga-Ukraine từ lãnh thổ Nga. Các đòn tập kích của Nga ở biên giới khiến hơn 30 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv bị ảnh hưởng. Còn theo hãng thông tấn TASS của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 11 tháng 1, quân Nga tấn công hai kho đạn của Ukraine, lực lượng tên lửa pháo binh và máy bay không người lái UAV tấn công của các đội tác chiến Nga đã tấn công hai kho đạn của Ukraine, 119 đội pháo binh cùng nhiều cụm nhân lực và thiết bị quân sự ở 129 khu vực toàn chiến trường, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 11 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga tiếp tục dồn lực tấn công tỉnh Donetsk, loại cửa phòng chiến đấu hơn 560 binh sĩ Ukraine. Cụ thể, các đơn vị tác chiến miền Nam Nga đã phối hợp với các đội máy bay quân sự và chiến thuật, cũng như lực lượng pháo binh, tấn công các lưỡi đoàn cơ giới số 22, 42, 58, 72 và 93 của Ukraine gần các địa phương Andriyevka, Kretchevka, Novomikhailovka, và Pavlovka trong ngày qua. Các đoàn đánh đã loại hơn 400 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến đấu, phá hủy 5 xe bọc thép, 18 xe cơ giới quân sự, một lựu pháo D-20, một lựu pháo MSTB và hai khẩu lựu pháo ancasia Riêng tại thành phố Liman, tỉnh Donetsk, Nga tấn công quân Ukraine, gây tổn thất tổng cộng 160 binh sĩ, phá hủy 4 phương tiện và một hệ thống pháo tự hành Ankasia. Quân đội Nga nói quân Ukraine mất tới 85 binh sĩ, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe cơ giới và một hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất khi giao chiến với Nga tại mặt trận Kubian kharkiv Tại Kherson, Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine mất tới 30 binh sĩ và một khẩu pháo D-20 trong ngày qua. Tại Zaporizhia, quân nga không kích và nã pháo vào các vị trí tập kết của lữ đoàn tấn công cơ giới số 118, lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 và lữ đoàn số 15 của Ukraine. Các đòn đánh khiến Ukraine thiệt hại tổng cộng 30 binh sĩ, hai xe chiến bọc thép và ba phương tiện quân sự. Tình hình đầu cầu Krimki nguy hiểm, kế hoạch phản công Kherson vô vọng. 3 tháng trước, lực lượng vũ trang Ukraine đổ quân lên tả ngạn sông Dnipro gần làng Krimki, lên kế hoạch giành chỗ đứng, xây dựng cứ điểm cố thủ để tích lũy lực lượng và phương tiện, triển khai chiến dịch tấn công, mở rộng vùng kiểm soát, sau đó bắt đầu tiến sâu hơn vào vùng Kherson. Tuy nhiên, không những không để lùi được các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga, mà tất cả những gì Kiev đạt được trong thời gian này chỉ là nắm giữ một giải đất hẹp, bị săn bằng thành bình địa. Càng ngày, Kiev càng gặp khó khăn trong việc duy trì đầu cầu này, diện tích của nó đang bị thu hẹp dần dần một cách đều đặn. Giới phân tích quân sự đưa ra những đánh giá tiêu cực đối với lực lượng vũ trang Ukraine trên khu vực mặt trận rộng 17 km ở vùng Kherson này. Đầu cầu đổ bộ của lực lượng vũ trang Ukraine gần Kyrinki đang hứng chịu hỏa lực dữ dội từ phía Nga. Họ không thể thiết lập nguồn cung cấp bình thường và chỉ thiết lập được một bến vượt sông, nên chỉ có thể vận chuyển quân tiếp viện bằng thuyền cao su. Điều này làm tăng thêm tổn thất. Giới phân tích cho rằng, các nhà lãnh đạo quân sự ở Kiev, những người đã đưa binh sĩ vào cuộc phiêu lưu này, giờ đây đã nhận ra sự vô vọng của tình hình, nhưng vẫn cố chấp, tiếp tục kiên trì đẩy thêm những tân binh của mình đến Krynky để không phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của chiến dịch. Hiện nay, các binh sĩ thủy quân lục chiến Ukraine đóng trên đầu cầu vượt sông Dnipro không có bất kỳ loại khí tài hạng nặng nào. Do đó, họ thậm chí không có cơ hội về mặt lý thuyết để cải thiện vị trí của mình. Có thể nói rằng, với kiểu cách vượt sông manh mún nhỏ lẻ này, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất yếu tố bất ngờ và thế chủ động. Trong gần 100 ngày qua, họ đã không thể tăng tốc độ tụ tập binh lực và tiếp tục lãng phí nhân lực của hàng nghìn binh sĩ Ukraine và trang thiết bị trên đầu cầu tả ngạn và các bến vượt phía hữu ngạn. Với thực trạng hiện nay, Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc tuyển dụng tân binh và sự hỗ trợ của phương Tây đang ngày càng giảm dần. Lực lượng vũ trang Ukraine khó có thể giữ được đầu cầu trong thời gian dài vì việc tuyển mộ quân dự bị đã trở thành một vấn đề lớn Ngoài ra, địa hình ở Kyrinki có lợi cho việc tấn công của Nga hơn các khu vực khác của mặt trận và sự chuẩn bị của Moscow chu đáo kỹ lưỡng hơn. Tổn thất hàng ngày của lực lượng vũ trang Ukraine là rất lớn, bình quân số người tử thương gần Kyrinki hàng ngày lên tới 20 tới 40 quân nhân. Hơn nữa, một bộ phận không nhỏ binh sĩ là những người trên 45 tuổi, không có kinh nghiệm chiến đấu, được huấn luyện kém và thiếu động lực ra chiến trường. Do đó, những trường hợp đầu hàng ngày càng thường xuyên hơn vì binh lính hiểu rằng đầu cầu Kyrinki sẽ bị loại khỏi vòng chiến đấu. Thời tiết khắc nghiệt, quân Ukraine và Nga chiến đấu trong buồn lầy. Trong những ngày đầu năm mới 2024, tình hình chiến sự ở chiến trường Ukraine không hề giảm, đặc biệt trên hướng Avdiivka. Sau khi quân đội Nga chiếm được khu công nghiệp ở phía nam Avdiivka, họ đã phát động một loạt các đợt tấn công vào quân đội Ukraine. Hàng nghìn cánh cửa được mở ra. Theo trang web Global Military Report, trên chiến tuyến Avdiivka, quân Nga và Ukraine đã giao tranh ác liệt dưới ảnh hưởng của thời tiết xấu và bãi mìn cả hai bên chỉ có thể chiến đấu trong bùn lầy. Xem những video trên mạng xã hội, sau một trận chiến đấu ác liệt, hai lính Ukraine, người dính đầy bùn, được đưa tới trạm sát tiền phương. Vết thương quá nặng khiến hai binh sĩ không thể cử động được và cuối cùng, với sự giúp đỡ của đồng đội, họ đã được chuyển đi bằng cáng cứu thương tới nơi an toàn. Có thể thấy chiến trường Abdiyivka rất ác liệt. Cho dù thời tiết xấu như vậy, quân đội Nga vẫn không ngừng tấn công. Theo các nguồn tin, dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh, bộ binh và xe thiết giáp, vào ngày 6 tháng 1, quân nga đã phát động một cuộc tấn công mãnh liệt vào abijipka pháo bắn liên hồi khói bay mù mịt khi thời tiết tốt hơn một chút quân đội nga sử dụng ưu thế trên không để tấn công các sở chỉ huy trận địa pháo và các mục tiêu khác của quân đội ukraine dưới sự tấn công quyết liệt của nga tâm lý phòng thủ của quân đội ukraine tại abijipka đang xuống rất thấp nhận thấy tình hình ngày càng bất lợi quân đội ukraine đã trực tiếp điều các đơn vị tăng viện từ hướng zabroje tới mặt trận zabrishia vậy liệu quân đội ukraine có thể đảo ngược được tình thế hay không theo các nhà phân tích Việc quân đội Ukraine lật ngược tình thế tại Avdiivka là không thể. Một mặt, Nga hiện có 60.000 quân đang bao vây Avdiivka, trong khi Ukraine chỉ có 30.000 quân. Ngoài sự chênh lệch về quân số, hỏa lực, thì quân đội Nga đang bao vây phía bắc, phía đông và phía nam Avdiivka, khiến quân Ukraine khó có thể có bước đột phá. Quan trọng hơn, có những vấn đề nghiêm trọng xuất hiện trong việc triển khai quân đội Ukraine tại Avdiivka. Đó là có rất nhiều tân binh Ukraine mới chỉ được huấn luyện vài tuần và chưa biết sử dụng nhiều loại khí tài. Một khi họ chạm trán quân đội Nga với toàn bộ sức chiến đấu, e rằng đó sẽ là một thảm họa. Ngoài ra, giao tranh ở hai bên bờ sông Dnipro thuộc khu vực Kherson, đặc biệt là khu vực đầu cầu đổ bộ của quân Ukraine tại làng Krynki diễn ra rất ác liệt. Tuy nhiên mặt trận này thực chất là nhằm gây tiếng vang chính trị để gây sự chú ý của phương Tây và cầm chân quân Nga tại đây. Trên thực tế tại mặt trận Kherson, quân đội Ukraine thiếu điều kiện để vượt sông Dnipro trên quy mô lớn, cho dù là phà, thiết bị vượt sông, đơn vị công binh hay hỏa lực, phòng không, hậu cần tương ứng họ đều chưa chuẩn bị đầy đủ. Theo các thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga hàng ngày, chưa biết về sự tổn thất lớn của Ukraine về quân số, khí tài và trang bị. Đồng thời tình hình hiện tại của quân Ukraine đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể do thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Theo thông tin trên kênh Telegram của cựu trung tá Andrei Marokko thuộc lực lượng dân quân Lugansk thân Nga, cho biết trong những ngày gần đây, số trường hợp binh lính bị tê cóng trong quân đội Ukraine tăng mạnh. Đồng thời, ông lưu ý rằng hơn 1 phần 3 quân số của quân đội Ukraine bị chẩn đoán mắc bệnh độ 3, độ 4 theo một chuyên gia quân sự, tình trạng này do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, thiếu tính tổ chức khi binh lính không thể thay thế nhau ở các vị trí chiến đấu. Thứ hai, chất lượng đồng phục mùa đông thấp, cuối cùng là sự hỗ trợ không kịp thời. Nướng trước việc hao hụt quân số quá lớn do chiến đấu, hiện nay chính quyền Kiev đang huy động quân số cho quân đội Ukraine thông qua việc tổng động viên. Tuy nhiên, số trẻ khỏe đã huy động hết. Hiện tại họ chỉ có thể huy động những người đàn ông trên 50 tuổi và phụ nữ. Mặc dù thời tiết xấu, nhưng quân đội nga vẫn tiếp tục duy trì áp lực tấn công lên toàn bộ chiến trường. Tại mặt trận Kubians ở phía bắc, các máy bay ném bom Su-34 đã thả nhiều bom trùm với sức sát thương rất lớn, gây cho quân đội Ukraine nhiều thiệt hại. Trong bối cảnh đó, tổng thống Ukraine Zelensky đã đích thân tới Zaporizhzhia để thị sát. Điều đáng chú ý là sau khi nắm rõ tình hình chiến trường, tổng thống Zelensky bất ngờ tuyên bố họ sẽ xây dựng các công sự phòng thủ từ Donbass tới miền tây Ukraine. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và ông sẽ gặp các đại diện doanh nghiệp để đạt được mục tiêu này. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky đã thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Ông Alexei Gorachenko, thành viên Verkhovna Vrada, tức Quốc hội Ukraine cho rằng điều này cho thấy quân đội Ukraine đã rơi vào tình thế không còn lối thoát trên chiến trường và buộc phải chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Nhưng bên thất vọng nhất có lẽ là nhà tài trợ chính NATO. Lãnh đạo của khối này cũng không giấu giếm được sự thất vọng trước việc Ukraine không thực hiện được cuộc phản công đã hứa. Đồng thời cho rằng kết quả chiến đấu của Ukraine thấp hơn nhiều so với dự kiến. Một số chính trị gia Ukraine thậm chí còn đổ lỗi cho tướng Zelensky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Họ cho rằng cuộc phản công thất bại vì quân Ukraine không đưa ra được phương án tác chiến. Dù lý do là gì, thì có một điều chắc chắn là chiến lược quân sự của Ukraine đã có những thay đổi đáng kể. Ngày nay, sự nhiệt tình của các nước phương Tây trong việc cung cấp khí tài cho Ukraine đang dần suy giảm. Hơn nữa đối mặt với mùa đông khắc nghiệt và kéo dài, không biết quân Ukraine có thể cầm cự được bao lâu. 1.000 tên lửa Patriot được đặt hàng, nhưng không phải cho Ukraine. Tờ New York Times vừa tiết lộ, Ukraine không phải là đích đến của 1.000 tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot. Sau khi bùng nổ cuộc xung đột Hamas-Israel vào tháng 10 năm ngoái, các báo cáo bắt đầu xuất hiện rằng Mỹ sẽ sớm không thể cung cấp đầy đủ đạn cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine. Báo Mỹ dẫn lời các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho biết Washington đang gặp trở ngại trong việc cung cấp tên lửa đánh chặn cho các khẩu đội Patriot của Ukraine, chỉ giá khoảng 2-4 triệu đô mỗi khẩu đội Mỹ được cho là đã hết tiền để viện trợ Ukraine vì Đảng Cộng hòa tại Hạ viện không sẵn lòng phê duyệt gói trị giá hàng tỷ đô cho Kyiv, trước khi chính quyền Biden đồng ý cải cách di cư sâu rộng. Salana Young, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, cảnh báo hôm thứ Sáu tuần trước rằng mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn có một số khả năng hạn chế trong việc cung cấp cho Kyiv, nhưng điều đó sẽ không thể đưa các lô khí tài lớn vào Ukraine. Hôm 8 tháng 1, các nhà đàm phán tại Thượng viện đã họp để thảo luận về dự luật di cư mới, nhưng tới cuối ngày, họ đã có những bất đồng đáng kể về vấn đề này. Trong khi đó, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn bị mắc kẹt với những yêu cầu nhập cư cứng rắn của họ. Báo chí phương Tây nhiều lần khẳng định, Patriot chốt đóng vai trò to lớn trong hệ thống phòng không của Ukraine vì chúng được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên cho tới nay, Washington mới chỉ gửi một số ít hệ thống này tới Ukraine Tạp chí Forward tiết lộ vào tháng 11 năm 2023 rằng lầu năm góc đang cạn kiệt Patriot sau cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, khiến Mỹ phải triển khai thêm 6 khẩu đội trong khu vực. Đặc biệt New York Times còn tiết lộ rằng, tên lửa Patriot không hoàn hảo và thường bắn nhầm và thất bại. Trong khi đó, NATO hôm 3 tháng 1 tuyên bố sẽ giúp liên minh các nước đồng minh, trong đó có Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha, mua tới 1.000 tên lửa Patriot để bổ sung vào kho dự trữ của mình. Theo trang web chính thức của liên minh Comlock, một liên doanh giữa công ty quốc phòng RTX của Mỹ, trước đây là Raytheon và công ty MBBA của Đức, đã được trao hợp đồng trị giá 5,5 tỷ đô. Tôi hoan nghênh thông báo kịp thời của các đồng minh về việc đầu tư tới 1.000 tên lửa phòng không Patriot mới để tăng cường an ninh cho liên minh. Khoản đầu tư này cho thấy sức mạnh của hợp tác quốc phòng xuyên đại tây dương và cam kết của NATO trong việc đảm bảo an toàn cho người dân chúng tôi. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: Theo nhà sản xuất, người châu Âu sẽ được cung cấp 1.000 tên lửa tăng cường dẫn đường Patriot GMT được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và máy bay đối phương. Đặc biệt, Comlock sẽ mở rộng sản xuất tên lửa GMT ngay tại châu Âu. Động thái này diễn ra sau khi các quốc gia EU bàn giao một số hệ thống phòng không cũ của họ cho Kiev. Trong cuộc xung đột Ukraine, Đức và Hà Lan đã chuyển giao hệ thống Patriot của họ cho quốc gia Đông Âu này, theo bước Mỹ. Ngoài ra, Mỹ và Na Uy đã gửi hệ thống tên lửa đất đối không NASAM tiên tiến tới Kiev, trong khi Đức cung cấp tên lửa Iris-T SLM tầm trung phóng từ mặt đất cho quân đội Ukraine. Báo Mỹ nhấn mạnh, bất chấp việc châu Âu tái trang bị, Kiev vẫn khó nhận được những thiết bị phòng không và đạn mới trong tương lai do khí tài đánh chặn không còn là miễn phí trong khi Kiev thiếu tiền để mua. Mỹ không kích Houthi, Israel vướng vào ba cuộc chiến. Theo tờ Bưu điện Jerusalem của Israel, dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, trong khi xung đột Israel-Hamas vẫn đang ngày càng quyết liệt, thì Mỹ-Anh đã tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Iraq bị đánh bom vào tối ngày 11 tháng 1 năm 2004. Báo cáo sơ bộ mà Jerusalem Post không thể xác nhận độc lập cho biết, sự kiện này diễn ra trong vòng nửa giờ sau khi có báo cáo rằng Mỹ và Anh đã bắt đầu tấn công các mục tiêu của Houthis ở Yemen, và nếu đó thực sự là một cuộc tấn công thì đó có lẽ là một hành động trả đũa. Theo một số nguồn tin Trung Đông, Mỹ và Anh đã tấn công hàng chục mục tiêu trên khắp Yemen, từ các căn cứ huấn luyện tới các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của nhóm vũ trang được Iran hỗ trợ tài chính và cung cấp tên lửa, công nghệ sản xuất máy bay không người lái. Đây được cho là lần đầu tiên lực lượng Mỹ tại Trung Đông tấn công lực lượng Houthi kể từ năm 2016. Sau nhiều tháng, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn sử dụng máy bay không người lái và tên lửa chống hạm tấn công các tàu vận tải, thương mại mà nhóm này cho là có liên quan đến Israel. Khi các tàu này trong hành trình trên biển đỏ tới kinh, trong khi đó, giới truyền thông Israel cũng lan truyền thông tin hết sức quan trọng là Israel bắt đầu chuẩn bị chuyển chiến sự sang biên giới với Liban. Theo đó, các động thái mới nhất của chính quyền Tel Aviv cho thấy lực lượng phòng vệ Israel IDF đã bắt đầu chuẩn bị cho việc mở rộng chiến sự lên phía bắc đất nước tại khu vực biên giới với Liban và chiến tuyến với Hezbollah. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là Bộ Y tế Israel đã ra lệnh cho các bệnh viện trong vòng 24 giờ phải chuyển sang chế độ hoạt động khẩn cấp, sẵn sàng tiếp nhận hàng nghìn người. Tờ Bill của Đức đánh giá khả năng cao sẽ xảy ra xung đột quân sự giữa Israel và Hezbollah, dẫn tới việc Tel sẽ phải viện tới sự hỗ trợ của Mỹ, Anh và các đồng minh phương Tây khác để lao vào ba cuộc chiến về các nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban, Hamas của Palestine và Houthi ở Yemen. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên like chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo